Ok, hôm nay mình làm video này là cũng có thể là mình sẽ nói về rồi, thôi để mình chỉnh lại cái full screen. Ok. Mình cũng nói về là cái clip hồi trước là mình có đăng là tutorial how to get the Steam key free của Kmailer. Vâng. Hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn chi tiết hơn cách thác cái video. Thì đây nè, mình đã có 55 subscribe, là nó kêu là mình phải có ít nhất là 50 subscribe của một channel và tag ít nhất ba cái vô mấy cái video như Bad Ninja nè, Aftershock. Mỗi cái tag thì có một cái riêng của này nè, Bad Ninja, YouTube tag. Thì mình chỉ cần tag ba cái video ở trên YouTube thôi, còn mấy cái này không cần cho lắm. Bữa mình cũng ngu chịu. Thì lúc trước cái cái channel của mình là vậy nè, cái tài khoản Kmailer của mình vẫn cũng chưa có đầy đủ nè, mình cũng chưa có 50 subscribe, cũng chưa có tag xong. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách tag. Ok. Shit, cây mèo là đây dưới cái video thì có cái chỗ gắn thẻ, các bạn dùng zombie zombie bắt thi đâu rồi ta, banding. Bị bạc thì ở đây nó có YouTube tag nè, các bạn copy vô thả ra bên đây là các bạn coi như là các bạn đã tag rồi đó, mà ít nhất ba cái video. Các bạn cứ làm tương tự theo mỗi cái video, như là các bạn quay game nè, chẳng hạn cái gì đó đó, các bạn cái gì đó xong rồi tag vô. Là mình làm cái này nữa nè, là ba cái video vừa rồi là mình làm vô hết. À cái này mình không làm, à có làm Bit Ninja. Banding Bit Ninja. Mình request cây xong rồi mình làm. Nhưng làm tới giờ mình vẫn chưa nhận được cây nào, nó vẫn banding. Thấy khổ không? Mát khổ luôn. Hiện giờ mình vẫn chưa chay được, trong vòng khoảng 1 tuần thì mình sẽ chay được, thấy khổ quá mà. Kênh mình như cứt vậy, nhưng mà mình cũng phải gắng quyết tâm được, quyết tâm để có những cái cây free để quay lên. Quá trời game ngon luôn mà mình không có request key. Giờ mình làm thử một cái nè, như Birth of Light, tìm những cái cây game nào mà hợp với channel của mình thì mình request nó. Như mình thích, vừa thích kinh dị, vừa thích bựa, vừa thích action, ba cái bốn cái luôn. Nên theo kiểu mình là người ta gọi là hai file chơi đủ thứ. Free to lay early accept the simulation adventure nè. Cái game này trước mình cũng có chơi qua nhưng mà chơi cực hay. Karai Mira game này có vẻ hay. Nhìn giống như
cái game gì quên bà nữa. Nó chứ còn đâu mà nó thể loại qua 2D bà nữa. Ok, request tray. You request have been subtracted gì nè. Là vô đây. Bây giờ mình sẽ vô lấy cái tag của nó. Caramira. Ok. Và kênh của mình giờ nha. Đây. Là coi hết một video này mình sẽ làm qua khổ quá mà. Giờ mình đưa vô một cái video nào đó cũng được. Đây, mình sẽ bỏ vô Kiramira, tag vô bất cứ game gì cũng được. Mình có tag là bạn làm được ba cái tag kia ở trên KML đã hỏi rồi. Mà mỗi khi nó mình cho bạn nhận cây của nó rồi đó thì mỗi khi chơi là bạn phải lấy cái tên tag của cái game đó để trang bạn quay là con mèo con chuột bắt một gì đó, rồi xong rồi các bạn vô cái cây cái trang game đó bạn lấy cái YouTube tag nè, bạn bỏ vô cái video bạn vừa mới làm là y chang quảng cáo cái game này vậy. Giờ luôn thay đổi rồi, trong vòng 24 giờ nó sẽ cập nhật vô đây cho bạn, như bạn vừa mới làm cái clip gì đó là trong vòng 24 giờ nó sẽ cập nhật qua My Content Stream đó. Rồi 50 subscribe gì đó thì các bạn thấy tụi bạn có rồi, nhưng mà nó sao nó vẫn chưa cập nhật vào đây thì các bạn cứ đợi 24 giờ đi, trong vòng 12 tiếng hoặc 24 giờ 8 tiếng gì đó là nó cập nhật qua cho bạn à. Vậy ha, đơn giản mà, mình cũng được cái ông nội Huy gì đó giới thiệu chỉ làm phiền ổng mấy giờ bữa giờ vậy đi. See ya guys.